kênh cũng trở lại chỗ của anh Lực, cũng giao lưu với cô chú anh chị nhiều loại cây kiểng. Rồi giao lưu với bà con anh Lực ơi. Dạ em xin chào anh chị em đến với kênh LTK Bonsai. Dạ em là Tấn Lực ở Tân Dương, Lai Dung, Đồng Tháp nha. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị em đã ủng hộ em hết clip vừa rồi ạ. Dạ số điện thoại giao lưu em là 0939755829 ạ. Dạ mong được sự ủng hộ của em ạ. Dạ đầu clip em cũng xin chúc anh chị em cô bác được dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc nha. Rồi hôm nay em có giờ, hôm nay em có lên là hoa giấy Mỹ và hoa giấy ghép 5 màu nha, với vài cây xanh trái, là mong được sự ủng hộ của anh chị em cô bác ạ. Dạ cây số 1 em lên là cây hoa giấy ghép nha, 5 màu của anh chị em cô bác này em bảo ảm là 5 màu tại vì nó mới vừa ra nụ rồi nha. Em giao lưu anh em cô bác về là nó sẽ ra hoa nha, nó nở nha. Rồi em xin đo thông số cây số 1 ạ. Rồi cây này là nó cao là 1m3 nha, cao 1m3, ngang cũng là 1m3 anh chị em cô bác ơi. Cái tàn cũng tròn nha. Cái này là 5 màu, là em ghép 5 màu, nói 5 màu nha. Rồi cái này là cái gốc nó cũng rất là sạch anh chị em cô bác ơi. Rồi em đo cho vị trí này là 12 nha, vị trí này là 12 ạ. À. Rồi cái củ sổ lên tới đây là 35 anh chị em cô bác ơi. Rồi mã số 1 cây hoa giấy 5 màu em xin giao lưu giá 700k, em bao ship nha. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 2 nha, là cũng là hai giấy em ghép 5 màu nha anh các bác. Rồi đứng đó luôn. Cây này là cao cũng là 1m3 nha các bác ơi, ngang cũng là 1m3. Cái này là nó cũng mới vừa ra hoa nha, nó ra nụ nha anh các bác. Chuẩn bị ra hoa ha. Dạ cái này anh em các bác về là chơi cái là để là nó ra hoa liền, nó 5 màu rất là đẹp nha. Rồi cái hoành thân cái cây này cũng là 11 anh em các bác ơi. 11 ạ. À. Củ sổ này cũng là 35 nha. Rồi mã số 2 cây ghép này em xin giao lưu cũng là giá 700k em bao ship ạ. À. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 3, cũng là cây hoa giấy ghép 5 màu nha. Cái này nó có màu lương xương rồi nha anh em cô bác. Em để nó có nụ gì anh em cô bác về là nó nở đồ chơi luôn nha, chứ em không dám để nở quá quá rồi ship về anh em cô bác về nó rụng bông cái hết đẹp á. Nên bây giờ em giao lưu anh em cô bác là như vậy. Rồi cao với cây này cũng là 1m3 luôn, ngang cũng 1m3 anh chị em cô bác ơi, tại em lựa nó đồng chạng nhau để em bán đồng giá nha. Cây nào nó cũng như cây nấy ạ. À. Em để ra hoa em bán cũng được mà có cái ship về anh chị em cô bác nó rụng hoa đó nên không có được đẹp, nên em để vậy anh em cô bác về nó ra hoa chơi. Rồi cái quần eo nhỏ này là 10. Rồi củ sổ này cũng là 35 nha. Rồi mã số 3 em cũng xin giao lưu giá 700k em bao ship ạ. À. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 4 ạ. À. Cũng là ghép 5 màu nha. Thôi đừng qua quá. Vô mặt. Rồi cây này nó cũng đồng trạng là cao 1m3, ngang 1m3 luôn anh em cô bác ơi. Là 1m3 là em đo cái sụn nha, chứ em không có nắm cái đầu lên nha. Nắm cái đầu lên là cao lắm nha. Nắm đầu lên là nó 2 mét mấy lần nha anh em cô bác đó. Em chỉ là tính cái tàn tự nhiên đó thôi. Cái quần eo đây là tại em ghép nó cũng đồng trạng nhau á, cũng 10, nên nó cũng tương đương, nó giống vậy thôi. Sổ cũng 30 cũ thì nó cũng dễ nhìn. Rồi mã số 4 em cũng xin giao lưu là giá 700k bao ship ạ. Rồi em tiếp tục lên cây hoa giấy Mỹ nha, phôi nha anh em cô bác. Rồi mã số 5 ạ. À. Em lên phôi ạ. À. Cái này là em lên phôi, em chỉ có 4 cây ghép 5 màu thôi. Rồi em đo chăng cái cổ đây là 22 nha. Nghe chăng một cây chăng cái cổ là 22 ạ. À. Cao là 65 anh em cô bác ơi. Rồi mã số 5 em xin giao lưu giá 600k bao ship nha. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 6 là cũng là cây phôi hoa giấy Mỹ nha anh em cô bác. Rồi. Rồi em đo chăng vị trí này là 21 nha. Dạ ngay vị trí này nghe anh em cô bác. Rồi cao cái này là 70 anh em cô bác ơi. Rồi mã số 6 phôi hoa giấy Mỹ em cũng xin giao lưu là giá 600k em bao ship ạ. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 7 ạ. Cây này anh em nào trồng bay hay trồng đổ gì cũng rất là đẹp nha. Anh em nào về trồng đổ gì nha. Nhưng mà có đặc điểm hơi xấu cái là nó bị chày da chỗ này nghe anh em cô bác. Ảnh hưởng gì đến cây. Dạ, cái này nó chạy ra, nhưng mà anh em nào về trồng đổ gì rất là khéo cây ạ. À. Rồi, đứng đi luôn. Rồi em xin đo thông số cái cây mã số 7 ạ. À. Rồi cái cành cổ rễ này là 20 nha. Cái này là cũng là 60 anh em cô bác ơi. Rồi mã số 7 em cũng xin cho lưu giá 600k bao ship ạ. À. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 8 ạ. À. Cây này dán trực nha, cao. Anh em cô bác nào mà thích chơi dán trực thì ủng hộ em cây này qua số điện thoại 0939755829 nha. Cái đó cũng là số Zalo của em anh em cô bác ơi. Rồi còn cổ là 20 thôi nha. Cao là 75 ạ. À.
Rồi mã số 8 cây hoa giấy Mỹ em xin giao lưu cũng là giá 600k bao ship ạ. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 8, ô mã số 9 ạ. Cái cây này cũng quái anh em cô bác ơi, nó có một cọng rễ nó cũng quái nha. Rồi xây một vòng luôn. Xây vòng đi. Rồi, mình đo luôn. Em đo tạm thời ở đây cho anh em tham khảo trước đó nha. Là quanh đây 27 nha. Em sẽ đo cái cổ đây nha, là 25 anh em cô bác ơi. Bay cao bao gì là 65 nha. Rồi mã số 9 em cũng xin giao lùi giá 600k bao ship ạ. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 10 ạ. Rồi quay một vòng luôn, cây này cũng quái anh em cô bác ơi. Rồi em xin đo thông số ngay cổ này là 21 ạ. Ủa 20 à. Dạ 20 thôi. 20 là cao 50 nha anh em cô bác. Rồi mã số 10 cây qua giấy này em cũng xin giao lùi giá 600k bao ship nha. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 11 ạ. Quay một vòng luôn. Cây em là đặc điểm là liền lạc nha, không hư không hư, không chạy không hao chỗ nào nha anh em cô bác. Cái nào hư thì em nói cho nó hư thì em sẽ nói hư nha. Rồi mã số 11 em xin đo thông số ngay đây nha. Là hoành nha, cổ này gần 20 anh em cô bác ơi. Bay cao qua gì là 70 nha. Rồi mã số 11 em cũng xin giao lưu là giá 600k anh bao ship ạ. Anh chị em nào mà xem cái cây nào hay mã số nào mà không được rõ thì qua Zalo em kêu em chụp hình, em sẽ chụp hình gửi anh chị em đủ chi tiết anh chị em xem nha. Rồi tiếp tục lên cây mã số 12 ạ. Rồi em xin đo thông số đây là 21 nha. Ngay cổ nha. Rồi em sẽ đo ngay chẳng cái eo nhỏ luôn nha, là 18 nha. Cao như gì là hành 63 anh chị em cô bác ơi, 60 thôi nha. Rồi mã số 12 em cũng xin giao lưu là giá 600k em bao ship ạ. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị em cô bác đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 13, rồi quay một vòng. Rồi, cũng quá vậy luôn nha. Rồi dòng eo đây là 20 nha anh chị em cô bác. Rồi cao đây là 50 ạ. Rồi mã số 13 em cũng xin giao lưu là giá 600k em bao ship luôn ạ. Tiếp tục lên cây mã số 14 nha. Rồi quay một vòng luôn. Cái này nó hơi bị chạy chỗ này rồi, nó mới vừa cắn nhẹ chạy nha. Chạy miếng da anh em cô bác ơi, cũng không có đến đổi nha, tại không có, nó chỉ chạy miếng da thôi chứ không có bị bể thân nha. Rồi cái hoành eo đây là tính 18 eo nha. Rồi hoành cái này là 29 nha. Cao là 60 à, 55 ạ. À. Rồi mã số 14 em xin giao lưu là giá cũng là 600k em bao ship ạ. À. 14. Rồi em tiếp tục lên cây là em lên em được 5 cây xăm trái nha. Là mã số 15. Cây này là cây trực nha, trực mà trực hai thân nha anh em cô bác, cây đã sống khỏe nha. Rất là khỏe à. Trực hai thân à. Rồi em xin đo thông số ạ. Nè, trực hai thân à. Quái luôn nha. Em đo thông số cho cái này là hoành dưới đây là 13 nha. Cao đây là 35 anh em cô bác ơi. Cao 35 ạ. À. Rồi mã số 15 cây xanh trái em cũng xin giao lưu giá 450k em bao ship ạ. À. Bao này luôn. Rồi tiếp tục lên cây 16 ạ. À. Trực nha. Anh em nào về chỉnh gì lên nha. Thì nó thành cây trực quái ạ. À. Thằng nó cũng rất là có duyên anh em cô bác ơi. À. Rồi em đo trang vị trí trên đây nha. À, vị trí trên đây là 15 nha. Em đo cái vị trí dưới đây là 16. Rồi cao là cây này nó hơi quái nên nó cho nên là 30 ạ. Rồi cây mã số 16 em cũng xin giao lưu giá 450k bao ship ạ. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 17 nha. Cây này là cây đổ hai thân này cũng rất là khéo à. Cây này rất là khỏe luôn anh em có bác ạ. Rất là tùm ạ. À. Anh em có phát xem chỉ cái đường thân nha. Đường thân nó là co quái ạ. Anh em có bác này lấy hết sợ nha. Cái quần eo nhỏ nhất em kéo sát eo luôn là 13 nha. Này là 35 anh em cô bác ơi. Rồi mã số 17 em cũng xin giao lưu là giá 450k bao ship ạ. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 18 nha, cũng là cây co đổ hai thân nha. Hai thân quá anh em cô bác ơi. Biệt là nó đã sống khỏe nha. Rồi quần eo ở đây là 13 anh chị em cô bác ơi. Quần eo 13. Cao là 35 mà. Bay ra cũng là 35 anh chị em cô bác ơi. Rồi mã số 18 em cũng xin giao lưu là giá 450k bao ship. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 19 nha. Cây này là cây quái trực nha. Trực quá anh em cô bác ơi. Cây này đã sống khỏe nha.
No quá, cò rất là cũng có duyên nha anh em cô bác. Em đôi dưới này cũng như là tính 14 nè anh em cô bác ơi, cái cũ của nó dưới đây bự lắm. Cái cũ chạp phá luôn. Tại vì nó lên được quá nên được rồi, cái cũ là cái 20 lận. Rồi. Rồi cái mã số 19 em xin cho luôn cũng là giá 450k bao ship ạ. Rồi em tiếp tục lên cây mã số 20 nha. Đó, cây này đổ một cành nè. Đổ một cành xa anh em cô bác à, cũng rất là có duyên nha. Cò lắc nó cũng rất là khéo cò. Được, nó ra nó rất là khỏe, rất là mạnh. Cây này em đo đây chắc nó hơi bự rồi. Này là hoành 16 ấy. Hoành 16. Bay gì là 40 nha. Rồi, cây mã số 20 cũng là giá 450k bao ship ạ. À. Rồi cái này là mình lên cặp nha anh em cô bác. Cặp nha. Cây của em lên cặp cũng vẫn là cây liền lạc nha. Cây cũng rất là quái liền lạc nha anh em cô bác ơi. Cầm cây bên kia đi. Rồi, quay một vòng đi. Cái này hình như nó hơi khói anh em cô bác thông cảm giùm em nha. Rồi, dính gì luôn. Buông tay. Rồi dính lại nha. Rồi, em đo thông số ngay đây là 16 nha. Đây là 17 à. Cao đây là cao là 60 anh em cô bác ơi. Cao cây nào cũng là 60 nha. Rồi một cặp mã số 21 em xin giao lưu là giá 800k. Là một cặp 800k em bao ship nha anh em cô bác. Rồi em tiếp tục lên cây cặp mã số 22 nha. Cây cũng quái cũng có duyên anh em cô bác ơi. Cây em là liền lạc nha. Rồi. Chụp con cây cái quay qua đây cái mày chụp con cây tao quay qua kia tao chụp cây vậy đó. Đứng xa xa kìa. Rồi, dính luôn. Em đo thông số. Cây đây em đo ngay chăng cái cũ này thử ăn nha. Là mình 16 ạ. Em đo đây là 14 ạ. Em đo chăng cổ này là 20 nha. Cao cây này là 75 nha. Cao cây này là 60 anh em cô bác ơi. Cái cũ cũng rất là khéo ạ. Rồi mã số 22 em cũng xin giao lưu là giá 800k nha. Là một cặp nha anh em cô bác. Một cặp mã số 22 ạ. Rồi em tiếp tục lên một cặp 23. Được cái quái ra. Quay cũ cũng rất là có duyên anh em cô bác ơi. Rồi, cặp mã số 23. Em xin đo thông số đây là 18 nha anh em cô bác ơi. 18 rồi, ở đây là 21 nha. Cao cái này là 55 ạ. Cao cái này là 55 anh em cô bác ơi. Rồi cặp mã số 23 hoa giấy này em cũng xin giao lưu là giá 800k. Em bao ship và bao sống nha. Rồi em tiếp tục lên một cặp nữa là 24 nha. Cũng khéo cày nên anh em này. Rồi quay một vòng nha. Dạ nó có độ quái cũng rất là khéo cày ạ. Rồi cái kia luôn. Em xin đo thông số đây nha. Ngay eo đây là 20 anh em có bác ơi. Ngay eo đây là mã số cặp đây là 18 nha. 18 và 20 ạ. Rồi cây này cao là 65, cây này cao là 55 nha. Rồi cặp mã số 24 này em cũng xin giao lưu là giá 800k em bao ship. Rồi em tiếp tục lên cây cặp mã số 25 ạ, à. Cũng là cặp hoa giấy Mỹ nha. Cây này nó cũng hơi quái luôn nè. Quái quá nên em buông ra không có được anh em cô bác nên nó ngã tùm lum hết. Rồi, cầm vậy luôn. Rồi ngay cổ đây là 18 nha anh em cô bác. Cái cổ đây là 19 thôi nha. Cao là 60 ạ. À. Cao đây là cũng là 55 anh em cô bác ơi. Cặp 25 em cũng xin giao lưu là giá 800k em bao ship ạ. À. Anh em nào mà ưng ý cặp nào thì ủng hộ qua số điện thoại 0939755829 nha. Cái đó cũng là số Zalo của em anh em cô bác. Mong được sự ủng hộ của anh em cô bác rất là nhiều. Em xin chân thành cảm ơn ạ. À. Rồi cặp này cũng rất là có duyên luôn. À, cặp mã số 26 anh em cô bác nào nhanh tay ủng hộ em cặp này nha. Cặp này em thấy rất là đẹp ạ. À. Cái eo đây là 21. Em đo dùng eo đây là 20 ạ. À. Cặp này cũng rất là có duyên ạ. À. 50. Cao 50 cây đó. Cao cái này là 55. Cặp 26 em cũng xin giao lưu giá 800k. Cặp này rất là đẹp anh em cô bác ơi. À. Nhanh lẹ ủng hộ em ạ. À. Rồi em tiếp tục lên cặp 27 ạ. À. Rồi. Cũng quá dị cà na luôn. Mà không có độc lạ Bình Dương. Ra câu của người ta. Rồi anh em cô bác là đứng luôn. Rồi em đo ngay chân cái cổ này là 19 cũ ạ. À.
Cái eo nhỏ như đây là 16 nha. Em đo cổ đây là 20 anh em cô bác. Cây này là cao là 55 nha. Cây này cao bay ra là 65 ạ. À. Cặp 27 họ giấy Mỹ em cũng xin giao lưu là giá 800k em bao ship ạ. À. Rồi em tiếp tục lên cây cặp mã số 28, cái cây này dài quá. Cặp 28 nha, cái cây này nè em nói trước là dài nha. Anh rồi để em đo thông số cái chiều dài cái cây này nha. Cây này cao là tới gần 1m2 lận, nhưng anh em nào để gì thì em sẽ gửi, còn anh em nào muốn cắt thì em sẽ cắt nha. Anh em nào thương tình nào chơi bonsai cắt đây thì em cắt, em gửi cái phí thì nó nhẹ tiền ship em. Còn anh em nào muốn chơi cái tông cao gì thì em vẫn để cho anh em cô bác nha. Mã số 28 à, em đo cái vị trí này là 17 hoành. Cái này em đo ngay trong cái cụm này luôn á, là 20 ạ. À. Cái cũ anh em cô bác, cây cũng em là liền lạc nha. Cây em là cây này cao là 80 nè anh em cô bác, 80. Cây này cao là gần này là 1m25 luôn. Rồi cặp 28 em cũng xin giao luôn là giá 800k em bao ship ạ. À. Rồi, em tiếp tục lên. Cặp này 29. Mà cặp này là cặp nhỏ nha. Cặp 29, mã số 29. Cặp này là nhỏ hơn là cặp mới nãy nên em xin giao lưu là giá 600k thôi nha. 600k. Một cặp. Rồi em cái eo nhỏ lên 14. Em đo chân vị trí này là 23. Em đo cái eo này đi. Cái eo này là 16 ạ. À. Cao cái này là 50. Cao cái này là 60 ạ. À. Rồi cặp 29 em xin giao lưu là giá 600k nha. 600k em bao ship anh em cô bác ạ. À. Cặp này tại nó nhỏ hơn mấy cặp mới nãy nên em đã nên em bán cái giá hơi thấp. Rồi cặp 30 ạ. À. Nhưng mà nó cũng vẫn quá vậy nha. Cũ cũng quá nhưng mà đặc biệt là nó liền lạc nha anh em cô bác. Em đo thông số đây là 15 ạ. À. Em đo cái cổ này là 17. Cao là 60 cây đó ạ. À. Cao cây này là 50 ạ. À. Rồi cặp mã số 30 này em xin giao lưu cũng là giá 600k em bao ship ạ. À. Rồi em tiếp tục lên cặp mã số 31 ạ. À. Cặp này nó cũng quái lắm anh em cô bác. Nên có cái nó hơi nhỏ thôi nhưng mà nó có duyên nha. Nhỏ mà nó gắt là có duyên ạ. À. Cái này như cái bánh quai chèo ha. Dạ nó nhỏ nhưng mà nó cũng khéo cây. Anh em cô bác nào thích quái thì ủng hộ em cặp này. Rồi, em đo cái gỗ này luôn đi ha anh em cô bác ơi. Anh em cô bác cứ tham khảo thôi ha. Cấp 18 vị trí đó. Em đo vị trí này là 15 ạ. À. Hai cây nào cũng cao đều với nhau nha. Cây này là cao 55 anh em cô bác ơi. Rồi cặp 31 này em cũng xin giao lưu là giá 600k em bao ship ạ. À. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên cặp mã số 32 luôn. Một cộng gửi. Hai cây đều một cộng gửi hết nha. Nhưng mà nó hơi quắn quái. Dán quay một vòng cho anh em cô bác xem luôn. Rồi. Rồi em xin đo thông số nha. Ngay cái vị trí này là hoành 15 ạ. À. 15 rưỡi tính 15 thôi. Rồi hoành đây là 15 luôn anh em cô bác ơi. Cây nào cũng cao đều với nhau luôn nha. Rồi 55 cây nào cũng cao 55 luôn. Mã số 32 một cặp hoa giấy Mỹ này em cũng xin giao lưu là giá 600k em bao ship. Rồi em tiếp tục lên cặp mã số 33. Dạ số điện thoại giao lưu em là 0939755829 nha. Cái đó cũng là số Zalo của em ạ. À. Dạ em là Tấn Lực ở Tân Dương Lai Dung Đồng Tháp ạ. À. Dạ mong được sự ủng hộ của anh cô bác gần xa rất là nhiều nha. Rồi thôi. Em xin đo thông số cái cặp này là cặp mã số 33 nha. Cái eo đây là 18 ạ. À. Còn eo đây là 15 anh em cô bác ơi. À. Cao cái này là gần 50 nha. Cao cái này là 50 ạ. À. Rồi cặp 33 em cũng xin giao lưu giá 600k em bao ship. Rồi em tiếp tục lên cây cặp mã số 34 ạ. Cũng nhỏ nhưng mà nó cũng có duyên chút đỉnh nha anh em cô bác. Rồi xây một vòng luôn ạ. Anh em cô bác nào xem không kỹ thì cứ liên hệ số điện Zalo em rồi em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em cô bác xem nha. Rồi em xin đo thông số ạ, cặp mã số 34. Neo đây là 15 nha. Còn eo đây là 15 luôn anh em cô bác ơi. Cao cây này là 60 ạ. À. Cao cây này cũng là 60 ạ. À. Rồi cặp mã số 34. Em cũng xin giao lưu giá 600k em bao ship. Rồi tiếp tục em lên cặp mã số 35 ạ. À. Cặp này nó cũng quái nè. Quái dị luôn nha anh em cô bác ơi. Đúng là một cặp ha. Dạ đúng là một cặp luôn anh em cô bác nào mà phái chơi quái thì ủng hộ em liền cái cặp này nha. Cặp này phải nói là quái mà em không biết nó quái gì luôn nữa. Đó rồi.
Em đo dòng cổ đây là 16 hoành nha. Cái cây này đo mẹ cái dòng này luôn đi anh cho em cô bác coi. Là 13 hoành à. Tại vì nó quá ngộ quá. Cao cái đó là 45, cao cây nào cũng là 45 nha. 35. Một cặp hoa giấy này em cũng xin cho luôn là giá 600k em bao ship. Rồi em tiếp tục lên một cặp hoa giấy nữa là một cặp mã số 36. Nó cũng vẫn là quái luôn nha. Cây em là quái nhỏ, ti nhỏ nhưng mà nó đã liền lạc nha. Rồi. Rồi em đo vị trí này tính 13 nha. Rồi cái này cái cục này hơi bự quá. Rồi, vị trí này là 16 anh em cô bác đó. Cao cây này là 55 ạ, cao cây nào cũng là 50, cây này 50, cây kia 55. 36 cũng là giá 600k em bao ship xuống cây. Rồi, em tiếp tục lên cây mã số 37. Cây này nó quắn tùm lum. Quái, quái nghệ thuật, anh em là muốn chơi nguồn nghệ thuật thì ủng hộ em nha. Rồi. Một cộng gửi 12 hoành ngay chân của nó nha. Ở đây là 14 hoành ạ. Cao cây này là cao hai cây đều 50 anh em cô bác ơi. Rồi cặp mã số 4. Đâu rồi? 37 em xin giao lưu cũng là giá 600k em bao ship ạ. Rồi xuống cây. Em lên một cặp mã số 37. Ô lộn, một cặp 38 cũng là cặp cuối cùng luôn anh em cô bác ơi. Một cặp 38 nha. Cái này nó cũng hơi kỳ kỳ ngộ ngộ, em không biết giống cái gì. Rồi dính luôn. Em đo người ta cái cổ luôn. Cái cổ nhỏ đây là 14 hoành. Cái cổ đây là 15 hoành, 14 hoành luôn. Nhưng mà nó có chạy chỗ này nha anh em bác. Vận chuyển á, nó hơi cắn xe, nó bị chạy à. Cây này cao là một là 95. Cây này cao là 55 à. Một cặp 38 em cũng xin giao lưu là giá 600k bao ship ạ. Dạ, cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn anh em cô bác đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Dạ, em là Tấn Lực ở Tân Dương, Lê Dung, Đồng Tháp ạ. Dạ, số điện thoại em là 0939755829 nha, đó cũng là số Zalo của em ạ. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Rồi, kênh anh là TK Bonsai, cũng hẹn gặp lại với cô chú anh chị những video tiếp theo. Cũng xin chào và tạm biệt ạ.